Xin chào các bác nha. Hôm nay cố gắng các bác mấy thứ nha. Khui mấy thùng hàng nha các bác xem này. Rồi về. Đây là một bình Pháp Lan. Bình Pháp Lan nha. Một chiếc bình Pháp Lan. Rất đẹp. Rất là cổ cũ. Một chiếc bình Pháp Lan đồng. Đấy các bạn ạ. Chìm. Làm cái ấm rất là to luôn rồi. Ấm to. Đồng nhá. Đấy. Nhìn thấy đẹp không? Đây là cái gạt tàn thuốc lá này các bạn ạ. Cái gạt tàn thuốc lá bằng Pháp Lam nhé. Bác nào thích thì liên hệ nhé. Em mua gạt tàn thuốc lá. Đấy, gạt tàn thuốc lá bằng Pháp Lam. Nguyên trong hộp các bạn. Nguyên trong hộp. Trong hộp đầy đủ thôi nhé. Pháp Lan bé các bạn, bảo xinh rất là đẹp.
phao làm, rất nhiều bình phao làm. Để tăm, không cái này tăm ấy, tăm. Để tăm rất là đẹp luôn. Đây là cái để tăm bằng pháp lam. Để tăm bằng pháp lam. Để tăm pháp lam ấy, để tăm ấy, đựng tăm ấy, pháp lam rất là đẹp nhá. Đôi bình phao lam xanh ngọc rất là đẹp thôi nha. Đấy, một chiếc bình phao lam. Phao lam rất đẹp các bạn nhé. Còn em về hơi nhiều phao lam. Đôi bình xanh rất là đẹp. Chiếc bình Cutali rất là đẹp các bạn nhé. Hóa chất luôn. Bình pháp lam. Âu pháp lam không biết để làm gì. Rất là đẹp luôn. Chiếc bình đồng này rất là đẹp các bạn nhé. Đây là kiểu bằng ngà hay bằng cái gì. Như bằng ngà các bạn nhé. Rất là đẹp. Thank you.
chân đế để bình. Đây nha, em quay cho các bác xem này. Đây em cu gà hôm nay được một đống này. Đấy. Có đôi bình xanh ngọc này. Đấy, rất là đẹp. Dẫn đến đôi bình tham lam to này. Đấy, ở đây chân bình nhỏ. Rất nhiều chiếc bình. Đây là cái gạt tàn, à quên cái để đây là cái bình đỏ này, rất là đẹp nhá, rất là đẹp luôn. Đây có những cái chân đế này của chiếc bình này. Đấy các bạn ạ, hôm nay em khui được một số những mặt hàng như này, toàn bình pháp lam này, các thứ đây, có cả gạt tàn đấy nhé các bạn nhé, gạt tàn thuốc lá, đâu nhỉ, để đâu rồi. Rất là đẹp. Bác nào thích chiếc nào thì như nào thì nhắn giúp em nhá. Không em khui hàng đấy, em chưa kịp lên giá cho các bác. Đấy, bác nào thích thì cứ liên hệ với em nhá. Rồi em chào các bác.